Alo, đấy, chào các bác nhá. Em lên chào các bác này. Một con cái tứ túc mai hoa thạch thùng bám cổ này. Rất là đẹp này. Các bác này. Đuôi rất dài luôn nhá. Tứ túc mai hoa thạch thùng bám cổ nhá. Lông này rất là đẹp luôn, lông phun luôn. Lông này đạt này. Đây. Đây. Mõm rất to nhá. Mõm rất to nhá các bác nhá. Nào đưa cả con đen lên luôn đây. Quay phát. Con đen này để anh đang đây. Con đen này. Con đen là ủa. Con đen cũng đẹp nhá. Tầm 6 cân này, đuôi rất dài luôn này. Được đen này. Lưỡi thép nhá, con này là lưỡi thép này các bác này. Vạch vạch cho anh cái lưỡi xem vất. Cho cái YouTube này để anh đang đưa nó lên. Con này lưỡi thép các bác. Đấy, mặt rất đẹp nhá. Móng tỏ đây. Nhìn chưa? Đấy. Lưỡi này gọi là lưỡi thép rồi. Rồi, ok. Này, hơn 2 tháng tiêm phòng chưa? Tiêm rồi. Tiêm mấy mũi rồi? Một mũi rồi. Một mũi rồi, một mũi mấy bệnh ấy? Năm bệnh. Mũi năm bệnh nhá, đấy, ok. Tiêm phòng là một mũi rồi, là về các bác kiêm một mũi nữa là rất là đảm bảo luôn này. Con này lưỡi thép này. Và con này con cái này. Mõm to lắm mọi người. Con này mõm to nhỉ, con cái mõm to này đây. Hai con này nhá. Đốm lưỡi nhiều này. Các bác này. Con này mua thì alo cho em nhá. 0967144221 nhá. Xù đen 2 triệu con đây. 0967144221 này. À, con này đẹp chưa? Đốm lưỡi nhiều này. Con này đốm lưỡi 90% này. Con này con cái này có bớt được khá khá để anh bắt con cái chưa? Con này có thử à? Con này chưa. À chưa đúng không? Con của cái đứa kia đâu? Con này đẹp quá, to lắm các bạn. Đây, nhìn phê pha trên này.